Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video khác hơn mọi khi. Hôm nay thì mình sẽ review về đồ ăn. Đây cũng là cái video review đồ ăn đầu tiên của mình luôn á. Thì ngày hôm nay mình sẽ so sánh hai cái chicken sandwich rất là hot thời gian gần đây. Nếu ai ở Mỹ thì thừa biết là Chick-fil-A là một nhãn hiệu gà rất là nổi tiếng. Thì ngày hôm nay mình đã mua một cái spicy chicken sandwich rất là nổi tiếng của Chick-fil-A về đây để mà so sánh với cái món rất là hot thời gian gần đây. Thì cách đây khoảng độ 2-3 tháng thì Popeye đã ra mắt cái chicken sandwich này. Thì từ trước đến giờ thì Popeye rất là nổi tiếng với món gà rán, nhưng mà họ chưa bao giờ họ bán sandwich hết. Và tháng 8 vừa rồi thì họ đã ra mắt cái chicken sandwich đầu tiên mà trở nên cực kỳ hot. Mọi người phải đi xếp hàng, thậm chí là đánh nhau luôn, lên cả thời sự, lên báo, tất cả các kiểu, cái mạng xã hội cực kỳ hot về cái vấn đề là mọi người tranh giành mua một cái chicken sandwich này. Thậm chí nó còn có giá trị resell nữa. Nhiều người ta mua, người ta xếp hàng vào trong, người ta chờ đợi cả hơn một tiếng đồng hồ để mua được một cái chicken sandwich rồi mang ra ngoài cửa họ bán. Mình trước đây mình cũng thấy mình phải đi đợi rất là lâu, ngay cả đến thời điểm bây giờ khi mà họ mới restock lại á cũng rất là hot. Lúc ấy mình đi vào mình xếp hàng cũng rất là đông, mà mình đến đợi đến khoảng độ 20 phút 30 phút mới có. Thành ra là bây giờ thì mình đã có cái này trong tay. Thì đây chính là hai cái chicken sandwich đang rất là hot thời gian gần đây. Thì ngày hôm nay mình muốn xem là cái món chicken sandwich của Popeye nó có worth the hype không, tại vì từ trước đến giờ là cái món gà rán là mình cực kỳ thích cái món gà rán của Popeye luôn. Đã lâu lắm mà mình không ăn KFC tại vì mình quá ghiền Popeye á. Đây không phải là lần đầu tiên mình ăn cái món này, nhưng mà ngày hôm nay thì mình muốn so sánh side by side, tại vì chưa bao giờ mình ăn hai cái món cùng với nhau cùng một lúc, thành ra là mình rất là khó để mà phân biệt được là món nào ngon hơn món nào. Thì ngày hôm nay thì hy vọng là mình sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn về hai cái món này. Thì đây là hai cái gói mình mới mua. Thì đầu tiên mình nói về service trước đi. Thì Chick-fil-A từ trước đến nay nổi tiếng về service rồi, nhân viên rất là đông và niềm nở và mua rất là nhanh nữa. Còn ở bên Popeye thì hơi bị lâu, nhân viên như kiểu không muốn mà phục vụ nhanh hay sao á, rất là lề mề. Và thực sự mình cũng hiểu cảm giác của họ là rất là đông, nhưng mà nhiều lúc nó không có được good service như là ở bên Chick-fil-A. Cái đó là tất nhiên rồi, Chick-fil-A là một trong những quán ăn nhanh mà có customer service good nhất ở Mỹ luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở hai cái này ra. Thì ở đây có một cái chicken sandwich của Popeye, còn ở đây là Chick-fil-A. Thì ngay cái này đã thấy được là cái này nó to hơn cái này rất là nhiều rồi. Các bạn thì thấy được hai cái đóng gói của chicken sandwich nó khác nhau nào. Popeye thì có một cái sauce mình cực kỳ thích ăn, gọi là sweet and heat. Thì đây là cái sauce đó. Còn ở bên Chick-fil-A thì có một cái sauce mình cũng cực kỳ thích, đó là Chick-fil-A sauce, cái signature sauce của nó. Thì đây là hai cái sauce mình brought về để mà bỏ vào sandwich. Thì thường mình ăn sandwich người ta hay bỏ pickle, nhưng mà mình không thích ăn pickle thì mình đã request người ta là không bỏ pickle vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hai cái này ra. Ngày hôm nay đói quá. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi, bây giờ mình mới được ăn trưa. Thì đây rồi, khi mà nhìn vào thì cái của Popeye rõ ràng là to hơn rất là nhiều so với Chick-fil-A. Thì khi mà nhìn vào thì thấy được là cái nào good looking hơn, thì tất nhiên là Chick-fil-A sẽ là nhìn nó đẹp hơn rồi. Cái bun của nó, cái vỏ bánh bao này của nó khá là đẹp, mịn. Còn ở bên này thì nó hơi bị nhăn. Thì nếu mà nói về một cách tổng quan thì về đẹp á, thì cái Chick-fil-A nó đẹp hơn. Nhưng mà về giống như kiểu giá cả các thứ á, thì cái này tốt hơn. Tại vì bạn thấy miếng thịt gà nó dày không? Dày cộp ấy. Thịt gà nó dày cộp luôn. Còn đây miếng thịt gà nó hơi mỏng hơn. Phải nói là miếng thịt gà của cái này nó gần, không đến mức gấp đôi, nhưng mà nói chung là nó lớn hơn khá là nhiều so với bên Chick-fil-A này. Còn về nhìn thì nó không đẹp bằng. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn. Ồ, đầu tiên mình sẽ bỏ sót vào đi. Ok. Alright. Thì cái sót này thì nó không cay. Cái sót ở bên Chick-fil-A thì nó không cay, còn sót bên này thì nó hơi hơi cay mà ngọt ngọt á. Ok, thì bây giờ first bite mình sẽ ăn thử của bên Chick-fil-A trước. Cái này thì mình trước đây hồi mà trước khi có chicken sandwich của Popeye thì là cái duy nhất chicken sandwich mình ăn luôn á. Nó ngon lắm. Và như vậy rất là ngon, rất là đậm đà. Cái của Chick-fil-A nó rất là nổi tiếng tại vì cái gà của nó được nêm nếm rất là đậm đà. Nhưng mà có một điểm nữa là nó khá là cay. Nó cay hơn khá nhiều so với cái sức chịu đựng của mình. Rất là nhiều người thích ăn cay thì thích ăn cái này, nhưng mà đối với mình thì nó hơi bị cay á. Không hiểu do trưa giờ mình đói sao mà ngon nhá. Ok, bây giờ mình sẽ ăn đến cái này. Đây là của Popeye. Nó khá là dày. Wow, rất là crispy luôn. Mình thấy được là cái gà rán của nó cực kỳ giòn luôn. Mình ăn miếng nào là cái vụn của nó bắn ra từng đó luôn. Còn bên kia thì mình không cảm thấy như vậy. Để mình ăn thử về cái bun của nó. Wow, ngon lắm luôn các bạn. Cái bun của nó đó,
cái vỏ cái miếng này này, cái miếng ban ở ngoài này này, nhìn nó xấu vậy thôi nhưng mà ăn nó cực kỳ ngon. Cái này làm cho mình liên tưởng đến những cái burger của những cái nhà hàng á, tại vì burger của fast food thì cái ban này này nó không có ngon bằng burger của nhà hàng. Cái chất lượng nhà hàng thì cái mềm mà nó cái texture ngon lắm. Đó chính là lý do vì sao mà cái burger của Popeye nó rất là hype, là vì vậy nó khá là ngon. Nhất là cái giá của nó khá là rẻ, nó dưới 4 đô la Mỹ mà thịt gà nó khá dày, ăn nó khá là no. Cái thứ hai là cái vỏ bánh của nó rất là ngon. Đó chính là lý do vì sao mà cái chicken sandwich của Popeye nó rất là hype là như vậy. Hai cái này thì mỗi cái nó có một cái ngon khác nhau. Cái này á thì nó đậm đà, nó cay. Còn cái này thì nó không cay lắm, cái này thì nó hợp với mình hơn tại vì nó không cay lắm. Nhưng mà về cái ướp của nó đó, mình cảm giác như là nó hơi nhạt. Đó chính là lý do vì sao mình phải bỏ sót vào để cho nó bớt nhạt á. Nhưng mà nói chung là ăn nó rất là ngon. Wow, giờ bắt đầu thấy cái cay rồi đó. Ok, thì nói chung là mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Thì cái video ngày hôm nay nó hơi bị nhảm tại vì mình chỉ muốn review là mang đến hai cái chicken sandwich này nó như thế nào. Thì so far mình thấy là cái chicken của Popeye nó hợp với cái khẩu vị của mình hơn, và mình thấy là nó rất là worth the hype. Nếu mà ai mà sống ở Mỹ mà chưa thử á, thì mình rất là recommend các bạn là nên thử. Mặc dù đợi hơi lâu một chút xíu nhưng mà nó rất là ngon luôn. Khi bạn ăn cái này rồi thì bạn sẽ có cảm nghĩ khác về cái của Chick-fil-A. Thành ra là mình highly recommend các bạn là nên thử một cái spicy chicken sandwich của Popeye. Nó có loại không cay luôn, cái loại chicken sandwich bình thường lẫn spicy, thì các bạn hoàn toàn có thể là thử. Ok, thì mình sẽ dừng cái video ngày hôm nay ở đây. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Peace out.